Thưa quý vị, từ xưa đến nay, người dân xem kỳ nam là một loại gỗ có nguồn gốc từ cây gió bầu, chứa một lượng lớn chất nhựa có mùi thơm và có giá trị hàng tỷ đồng trên một ký. Cây này thường mọc trong những cánh rừng lâu năm ở Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Mới đây, sau khi nghe tin đồn một người đào trúng kỳ nam ở rừng đều cả tỉnh Phú Yên bán được 10 tỷ đồng, cả trăm thanh niên trai tráng đã vác cuốc lên núi tìm cơ hội đổi đời mười ngày trước, nhiều người lan truyền tin đồn có người đào kỳ nam tại rừng đặc dụng đèo cả ở xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên bán được 10 tỷ đồng. nên những ngày gần đây, cả trăm người đàn ông cầm cuốc xẻng xà ben leo núi đèo cả để tìm cơ hội đổi đời. đào bới hăng say suốt nhiều ngày nhưng vẫn chưa thấy kỳ nam. một số người đã bỏ xuống núi. đến chiều qua, công an thị xã Đông Hòa đã phối hợp các lực lượng liên quan đưa tất cả người dân ra khỏi rừng đặc dụng đèo cả để ổn định tình hình an ninh trật tự. Theo Thượng tá Trần Khắc Quang, trưởng công an thị xã Đông Hòa, quá trình xác minh ban đầu cho thấy thông tin người dân ở thị xã Đông Hòa trúng kỳ nam gần 10 tỷ đồng chỉ là tin đồn thất thiệt.